Theo anh em, đâu là xe tăng xấu nhất game? Nếu anh em đang phân vân giữa việc lựa chọn những chiếc xe tăng xấu nhất thì đừng quên theo dõi lại video top 10 những chiếc xe tăng xấu nhất game của mình để xem mình đã lựa chọn 10 chiếc xe tăng nào là xấu nhất. Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chiếc M5i, tăng hạng nặng cấp 10 của nhánh Yo, một trong những nhánh xấu nhất cái game này và cũng rất là ít người lên. Tại sao như thế? Một, xấu. Đúng vậy. Nhiều anh em thích xe tăng đẹp mã thì cũng chẳng lên cái nhánh này làm gì, mà có lên mang vào trong trận đấu nhiều kẻ địch thấy xấu quá họ cũng ngứa mắt muốn tiêu diệt anh em đầu tiên. Tiếp theo là nhánh Yo vào bằng bản Micro Pack anh em ạ, một bản nhỏ không phải bản lớn như là 1.18 của nhánh Ý ấy. Nhánh pháo trong tăng của Ý được vào bằng bản lớn, được marketing rất là tốt, nhiều người đang lên đây, đang là phong trào đây, thì nhánh Yo chìm như tàu ngầm vậy. Tiếp theo là warming marketing không tốt, khiến cho cái xích phụ này không được quá nổi bật. Ngoài ra hiệu suất chiến đấu của nhánh Yo bị thay đổi anh em ạ. Nó không còn băng đạn như là nền tảng Blitz nữa, nó chỉ là hai khẩu pháo khác nhau bắn đơn thôi. Nếu vậy thì mình sẽ lựa chọn chiếc T110E5 bắn đơn hoặc là băng đạn như là chiếc T57 Hear V mà thôi. Được rồi, nhưng nhánh Yo bây giờ lại rất là đẹp. Đặc biệt hơn chính là chiếc M5i này với camo 3D cá kiếm anh em ạ. Wow, anh em hãy nhìn cái camo 3D cá kiếm của chiếc M5i. Mình liên tưởng đến chiếc A10, máy bay cường kích của Mỹ anh em ạ, với cái hình con cá như thế này. Rồi thì trang bị các thứ xung quanh xe, nhìn nó có hấp dẫn không? Nhìn nó có giống xe tăng của Mỹ không anh em? Toàn là hỏa lực từ những cái khẩu súng máy này, rồi thì phóng các kiểu súng máy hai bên thân. Nói chung, bây giờ chiếc M5i của mình nhìn giống một máy bay cường kích hơn là một xe tăng anh em ạ. Như thế thì sẽ khiến cho kẻ địch sợ sệt đúng không? Thôi, nói đùa anh em tí thôi. Vậy thì anh em kiếm cái camo 3D này ở đâu? Rất đơn giản thôi, đó chính là nhiệm vụ sự kiện. Hãy ấn vào đây. Chúng ta có một cái sự kiện kiếm camo 3D cá kiếm từ ngày 11 tháng 10 cho đến ngày 15 tháng 10. Rất là ngắn thôi, anh em lưu ý. Những cái nhiệm vụ này rất là đơn giản. Chúng ta hãy cố gắng kiếm cái giờ tông này và lấy cái camo 3D cá kiếm. Mình nhớ là mình chỉ cần làm 2 ngày thôi là lấy được cái camo 3D này rồi. Quay trở lại chiếc M5i, tại sao lại một màu? Đúng vậy, rõ ràng nó có hai hỏa lực giống như chiếc VZ55 đúng không? Nhưng VZ55 là bắn băng đạn và bắn đơn, còn M5i là hai khẩu pháo cỡ nòng khác nhau, hai phong cách chơi khác nhau. Khẩu 105 sẽ thiên về dồn thiệt hại, chặt xích kẻ địch, cố gắng là yểm trợ cho đồng đội tốt hơn. Còn khẩu 120mm, sát thương trung bình nó cao hơn nhưng độ xuyên lại thấp hơn, giúp cho chúng ta đổi thiệt hại với kẻ địch, bắn xong lùi lại ngay. Nó tùy vào phong cách chơi của anh em nhé, nhưng với mình, khẩu 105 là đầm tay nhất, giúp cho mình có thể hỗ trợ đồng đội dồn thiệt hại liên tục hoặc là chặt xích kẻ địch đến bay màu. Và anh em biết đấy, nhánh Yo nổi bật nhất là cái xích phụ này. Chúng ta không sợ bị kẻ địch chặt xích đến bay màu. Nếu như họ phá hủy cái xích chính của chúng ta thì hai cái xích phụ này còn lại ấy, sẽ giúp cho chúng ta lùi vào vị trí hoặc tiếp tục di chuyển nhưng với vận tốc chậm hơn. Về thiết bị của chiếc M5i, mình khá là trung thành với bộ combo truyền thống, đó chính là quạt, thông nòng và ổn định dọc. Nhưng nếu anh em muốn cải tiện bằng đồ chơi 2.0, hãy mang nitro để di chuyển nhanh hơn hoặc mang kính để tự soi tự bắn. Tại sao nên mang kính trên nhánh Yo? Đó chính là cái tháp pháo thon gọn đặt trên giá đỡ như thế này. Khi chúng ta đứng trên đồi, chúng ta nhấp nhô hoặc là chơi hun đao sẽ khiến kẻ địch gặp rắc rối. Chúng ta có thể giữ sai cho đồng đội bắn từ xa. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc M5i với carbon cá kiếm cực kỳ đẹp như thế này, khiến cho chiếc xe tăng không còn xấu xí nữa, để xem kẻ địch có cảm thấy sợ con cá này không nhé. Mình đã có toàn bộ video về xe tăng nhánh Yo rồi, anh em có thể theo dõi lại nhé. Mình muốn làm lại video về chiếc M5i với camo 3D cá kiếm, đồng thời bắn luôn 3 trận đấu liền kề nhau trong khoảng thời gian ngắn để xem hiệu suất chiến đấu của chiếc M5i này ở thời nay còn tốt không hay nó vẫn chìm như tàu ngầm. Ở cái video cũ về chiếc M5i mình đã nói rồi, thực tế chiếc xe này không tệ, chiếc xe này vẫn tốt, nó cũng không phải quá epic, nhưng nó bắn được, đặc biệt hơn là cái model của nó. Đôi khi chúng ta sẽ khiến cho kẻ địch gặp rắc rối để bắn xuyên cái tháp pháo này. Nó thon, gọn, đặt trên giá đỡ, chỉ có một cái cục U nhưng mà nó ở tận đằng sau cơ. Nếu chúng ta bắn xong, nắc lắc cái đầu đi và đưa khẩu pháo đi che chắn thì khả năng cao chiếc M5i này chặn đạn khá là tốt. Tiếp theo là về hỏa lực của chiếc M5i, mình đã nói với anh em rồi. Do nó chỉ bắn đơn thôi và có hai khẩu pháo cỡ lòng khác nhau, khiến cho nhánh M5i này bị hụt hẫng. Tại sao hụt hẫng? Nó chẳng có gì đáng để nói. Nếu như mà nhánh M5i này nó thuộc về bên Blitz anh em ạ. Vâng, bên Blitz là băng đạn. Nhiều người chơi đã mong chờ cái điều đấy.
Nhưng vào trong game PC thì sao? Không có băng đạn anh em ạ. Anh em vừa nhìn gì không? Mình vừa thấy một hiện tượng lạ anh em ạ. Quay trở lại với bản cập nhật 1.18 anh em nhé. Khi mà hiệu ứng xích được thay đổi, nó đẹp hơn đúng không? Nó cảm giác chân thực hơn đúng không? Không, mình cảm thấy rằng cái hiệu ứng xích mới ở bản cập nhật 1.18 ấy, nó hài hước hơn, nó bục hơn, nó nhiều lỗi hơn và nó mềm như bún vậy. Thực ra là mình không chê cái hiệu ứng xích mới này, nhưng trên nhánh vô nha anh em, trên cái nhánh mà xích phụ ấy, nó rất là hay và thú vị. Chút nữa mình sẽ cho anh em xem. Vào đầu trận đấu chưa gì hai pháo tự hành đã ưu tiên mình rồi. Được rồi, tiêu diệt luôn chiếc giác Tiger. Và anh em nhìn này, anh em hãy nhìn cái xích. Vâng, mình bị đứt xích chính, nhưng mình vẫn có thể di chuyển được nếu như hai xích phụ của mình không hề bị đứt anh em ạ. Nó chỉ giảm tốc độ thôi. Mình sẽ nói lại một chút về cái cơ chế xích phụ trên nhánh trô nhá. Nếu chúng ta hỏng một xích chính thì chúng ta giảm 25% tốc độ thì phải. Hỏng hai xích chính thì 50%, và hỏng một xích phụ thì dừng hoàn toàn. Theo mình nhớ là như vậy thôi, còn không biết là đã thay đổi gì. Thì chịu. Phát đạn vừa rồi mình sử dụng đạn hit bắn không xuyên tác phá ở chiếc E75. Đúng là cái độ xuyên đạn vàng trên chiếc M5i này nó không ngon bằng T110E5 hay là T57 UV đâu. Anh em phải lưu ý nhá, cả hai khẩu pháo nhá, hai khẩu pháo có đạn vàng khá là yếu đấy, anh em phải lưu ý. Mình check một chút. Ai chà, con Quero anh ta vẫn trực ở cái vị trí này, cần phải đề phòng nha. Chiếc T110E3 bên mình thì chơi hơi tệ một chút, anh ta từ nãy giờ sử dụng đạn nổ. Rồi, lại nữa. Một phát đạn pháo phá hủy cả 4 xích của mình anh em ạ, và khiến cho mình bất động. Và bây giờ anh em nhìn này, anh em nhìn này, xích này, úi dồi, nó mềm như bún vậy. Anh em nhìn kìa, vui không? Vui chứ. Mỗi lần mà mình chơi nhánh vô, đặc biệt là sau bản cập nhật 1.18, mình rất là thích nhìn cái xích nó mềm như bún này, nó cứ di chuyển ấy, nó cứ uốn éo ở cái phần bánh xe, nó vui cực kỳ luôn. Cho nên hồi trước mình đã có một cái bài viết nói về hiệu ứng xích mới ở bản cập nhật 1.18 nó thú vị như thế nào. Và đây chính là hiệu quả của xích phụ anh em nhé. Khi mà chiếc Conquero anh ta bắn hỏng xích chính của mình, nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể di chuyển được và xoay xe vào vị trí an toàn. Rồi, chiếc WZ-14 anh ta phục kích mình ở bên phải, mình cũng quên mất là anh ta đứng ở bên đấy. Nhưng cái lúc mà mình bị hỏng xích chính ấy, mình vẫn di chuyển được và lấp vào vị trí an toàn. Nếu là những chiếc xe tăng khác không có xích phụ, mình đảm bảo với anh em luôn, khả năng cao Conquero và chiếc WZ sẽ chặt xích mình đến bay màu. Đó là lợi thế của nhánh Joe đây anh em ạ. Mỗi cái quả là warming marketing hơi tệ một chút, thành ra nhánh Joe nó chìm như tàu ngập vậy. Phá hủy xích của chiếc WZ, mình soi thấy chiếc Leopard luôn. Mình chỉ còn khoảng 500 máu thôi, cần phải lưu ý những pha di chuyển tiếp theo. Mình không muốn mất máu đâu, bởi vì phần thân của chiếc M5i này nó không dày như là chiếc T110E5 hay là E4E3 đâu, anh em phải lưu ý nhá. Hay quá, con Quero đã bay màu. Mình cứ nghĩ rằng chiếc WZ sẽ quay lại tiêu diệt mình cơ, nhưng không, anh ta chỉ lấp thôi và chiếc 50TB đồng đội mình đã tiêu diệt anh ta. Mình nhìn thấy chiếc TBB và chiếc Cobra bên địch đang tấn công cái cánh đồng tại cánh 89, cho nên mình muốn quay trở lại đây để soi thấy họ và tiêu diệt họ. TVB lùi lại sau bụi 15m. Hay luôn. Hay quá. Đồng đội mình cũng hỗ trợ tiêu diệt anh ta, được 700 thiệt hại hỗ trợ. À, lưu ý cho mình nhá, 360 sát thương trên cái khẩu pháo 105 của chiếc M5i ấy, nó không thực sự tốt đâu. Mình chia sẻ thật sự với anh em luôn, lấy thiệt hại nó không tốt chút nào. Anh em hãy đếm đi, mình đã có 4 phát đạn rồi, 4 phát đạn không trên được 360 máu, và pha đạn vừa rồi mình có thể kết liễu được chiếc Cobra, nhưng không, chỉ có 320 sát thương thôi, anh ta vẫn còn một máu sống sót. Nhưng mà không sao, Udes đã sửa sai cho mình. Lợi thế của khẩu pháo này chính là nạp đạn nhanh. Thời gian nạp đạn hiện tại của mình khoảng 6 đến 7 giây anh em nhé, 6 đến 7 giây. Thấy chưa, từ nãy giờ có phát đạn nào trên 360 không? Không. Nhưng mà được cái là chặt xích kẻ địch sướng phết. Anh em mắc đồ các kiểu hình như được khoảng 6 giây thì phải. Mà anh em biết đấy, 6 giây, nhiều kẻ địch mà không mang bộ sửa chữa lớn này, không có kỹ năng sửa chữa này, thì thôi, xác định là bị chiếc xe này chặt xích đến bay bầu luôn.
ngon. Có pha đạn slap shot trúng chiếc FV405. Mình cũng bị lộ hình này anh em. Trận đấu này thì rất là đơn giản với mình. Tại sao? Bởi vì bên địch không có tăng hạng nặng cấp 10. Đa phần mình đều đối địch với những chiếc xe tăng cấp 9. Nhưng mà anh em thấy đấy, nửa đầu trận đấu hai pháo tự hành đều tập trung bắn mình, cho nên mình cũng chẳng bắn được bao nhiêu, chỉ được 5.000 tiền hại thôi. Anh em nhìn đẹp không? Đẹp phết đấy chứ. Nếu mà để nó trơ trọi như là bình thường ấy thì chẳng có gì đẹp cả. Nhưng khi mà thêm các tiểu tiết, thêm các chi tiết ở xung quanh tác pháo, đặc biệt là cái khẩu súng ngắm cơ. Khẩu đấy là khẩu gì nhở? M1 Grand à? Mình cũng chẳng biết nữa. Anh em nào biết khẩu súng này thì bình luận phía dưới nhé. Thêm phát đạn nữa được không? Rồi, Leopard đã bay màu. Công nhận đấy, tác pháo của chiếc M5i bây giờ nó không còn nhỏ gọn nữa, nhìn nó bè ra là đẹp. Trận đấu tiếp theo thì mình sẽ giao tranh với tăng hạng nặng bên địch khá là nhiều đấy, không còn dễ dàng như trận đấu trước đấy đâu. Bởi vì đây là phóng cấp 10 và bên địch có rất là nhiều kẻ máu mặt như là 60TB, M454, IS-7, 2S Conquero, rồi thì cả T10E3 nữa. Mình sẽ lựa chọn cánh 1-2 anh em nhé, một trong những cánh có nhiều cái vị trí che chắn cũng như chơi gundam. Rồi, nhìn thấy chiếc Grand Van, anh ta đang rất là xông xáo. Ấy chà chà, leo bát bên địch nha. Anh ta đã chiếm được đối trung tâm. Mình sẽ trực anh ta một chút, mình biết là anh ta sẽ chạy sang bên này. Đúng vậy. Nhưng mình chỉ được 274 sát thương thôi. Không thể tin được anh em ạ. 360 sát thương của Mỹ đây ư? Mình nhớ là bắn trên chiếc Renegade lấy thiệt hại ngon lắm ấy. Nhưng mà không hiểu sao bắn trên chiếc xe này nó cứ Thôi bỏ đi. Đằng nào thì chúng ta cũng có độ xuyên tốt, rồi thì thời gian nạp đạn nhanh, chặt xích kẻ địch cũng được. Uầy, bên địch đẩy lên cao thế. Họ chủ động tấn công luôn anh em ạ. Mình sẽ cùng chiếc Grand Van tiêu diệt chiếc 60TB. Anh ta đang ở vị trí bất lợi. Rồi, anh ta bắn không xuyên chiếc Grand Van. Cơ hội. Thêm một phát đạn nữa vào chiếc 60TB. Grand Van đã tiêu diệt anh ta. Bên địch vẫn còn rất là nhiều tăng hạng nặng đang đẩy lên. Đặc biệt là chiếc M454, anh ta đang nằm lá chắn. Ây chà. Pha vừa rồi là một pha hơi dại dột của mình một chút. Mình tính đánh lừa chiếc Escobero, khiến cho anh ta chặt xích mình nhưng không gây thiệt hại chẳng hạn, thì mình vẫn có thể di chuyển được. Nhưng không may mình cũng bị đứt xích lẫn khoảng thùng đạn, nên thôi, không đối đầu với anh ta nữa. Anh ta mà bắt đồ các kiểu cũng nằm đạn khoảng 6 giây đấy. Được rồi, anh em hãy để ý, chiếc M454 đang giao tranh với chiếc 430U bên mình. Và anh em biết đấy, M454 rất là cao, và anh ta hoàn toàn có thể đục được chiếc 430U bên mình. Và mình đã có một lựa chọn hơi mạo hiểm, sang yểm trợ chiếc 430U. Rồi, may quá. Bên địch chắc là họ đã khai hỏa rồi, nên việc mà mình chạy sang như thế này, bọn họ không bắn mình. Phá hủy xích của chiếc M454. Bay màu luôn. Tại sao mình lại chạy sang đây để yểm trợ cho chiếc 430U? Bởi vì nếu như để chiếc M454 tiêu diệt chiếc 430U, anh ta sẽ làm thế gọng kìm. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc Escobero. Đó, chiếc Escobero đã tận dụng cái con đường ở giữa cánh 1-2 này và tấn công bọn mình. Nếu như mình không tiêu diệt chiếc M454, mình sẽ bị ba cái cánh nó thọc vào. Anh em ạ. Rồi xong. Mình mất được luôn anh em ạ. Từ trận đấu trước đã bị pháo ném rồi, trận đấu này cũng bị hai pháo ném anh em ơi. Nhưng mình vẫn có thể di chuyển được, bởi vì xích vụ đã sửa xong. Cơ hội tiêu diệt chiếc Escobero. Ngon luôn. Anh em thấy cái tác dụng của xích vụ chưa? Đó, mình không cần phải ấn sửa chữa, mình vẫn có thể di chuyển được để lùi lại bắn chiếc Escobero. Và đây, mình tiếp tục bị chiếc 430U phá hủy xích chính, nhưng vẫn có thể di chuyển tiếp được. À, ngoài ra thì nếu như đang sửa xích chính nhá, mà anh em di chuyển thì cái thời gian sửa chữa ấy, nó sẽ tăng lên. Chuyện gì vậy? Mình cảm thấy tội cho ông nào đó xuống sửa xích cho cái nhánh vô này. Anh em đếm từ đầu trận đấu cho mình cái bao nhiêu phát đạn pháo ném về phía mình rồi. Hình như là cái camo 3D này nó đẹp quá đúng không anh em? Chính xác luôn rồi. Hai trận đấu mình đều bị pháo ném mà mình lại mang cái camo cá kiếm. Nếu như mình không mang camo cá kiếm đẹp nhất này
Khả nó cao pháo, nó không ghen tị đâu, đúng không anh em? Chứ thường thường nhá, những kẻ địch bắn đơn, những kẻ địch là xe tăng không phải là pháo, họ thấy mình là xe tăng xấu nhất thì họ cứ từ tốn tiêu diệt mình. Còn pháo ấy thì họ thấy từ trên xuống nhìn chiếc M5i này nó chả ra dáng xe tăng nên là họ thôi bỏ qua. Nhưng mà mình chẳng hiểu sao sau khi mà mang cái camo 3D cá kiếm này, pháo tự hành cứ bắn mình thôi. Được rồi, mình đã dùng trực giác để chuyển sang đạn hit bắn chiếc SRV. Tại sao? Bởi vì đạn thường của chiếc xe này là ABCR, ngoài ra thì cỡ nòng là 105, không thể overmatch được chiếc STRV, nên mình đã chuyển sang đạn hit để có thể đúng cái phần thân trên của chiếc STRV. Tất nhiên cũng khá là may rủi anh em ạ. Rồi, 60TB, anh ta bắn khá là vội, may mà mình không bay màu, bởi vì mình chỉ còn khoảng 700 máu thôi, 60TB có thể tiêu diệt được mình mà. Tấn công chiếc 60TB cuối cùng nào. Nói chung thì cái pha di chuyển ở cánh tạng nặng lúc đấy đấy là một cái phương án rất là tốt của mình. Nè, theo mình nhá, thế lực mạnh nhất trên nhánh vô ấy chính là xích anh em ạ, chứ chẳng phải là bộ giáp hay là cái tháp pháo nhỏ gọn đâu, chính là cái xích anh em ạ. Sao kẻ địch toàn bắn vào xích của mình vậy? Trận đấu đôi công ở bản đồ Lakeview, mình đã sử dụng xa khẩu 120mm và anh em thấy đấy, khẩu pháo này rất là dài, sát thương trung bình lên tới 440 nhưng độ xuyên đã bị giảm đi. Theo mình thì những anh em nào mà chơi đủ thiệt hại nhưng mà ngắm bắn chuẩn hơn vào điểm yếu thì nên sử dụng khẩu pháo này. Bởi vì cái độ xuyên nó đã giảm xuống rồi, đôi khi nó sẽ khiến cho anh em sử dụng khẩu pháo này bắn xuyên những cái giáp dày như là E100, Mouse E3 hay là Zack Tiger các kiểu ấy, nó rất là khó khăn. 300mm mà anh em, 300mm đạn hit nó không khác gì chiếc Grand Van cả. Mà bây giờ ấy, cái tháp pháo của E100 nó chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi, chưa chắc anh em đã xuyên được với đạn hit 300mm đâu. Và 493 sát thương vào chiếc VZ55. Vâng, mình đã nhân thời cơ chiếc VZ55 bắn đồng đội mình không chú ý lên cái nhà thờ này, chạy ra bắn anh ta. Vâng, đây là cách chơi trên khẩu 120mm anh em nhé. So với khẩu 120mm của T110E5 hay là T57 UAV thì mình cũng đánh giá cao cái sát thương trung bình thôi. Được rồi, bên địch, ai chà, 50TB nhá, chạy ra cắn trộm mình một viên nhá, 600 máu, đau đấy, đau đấy. Bên địch có chiếc CZ1 phòng thủ cánh bên trên, khá là căng thẳng. Được rồi, tiếp tục cắn trộm nào. Mình đã nhìn thấy chiếc Standard B và rồi pha đạn này thì mình bắn hơi chậm một chút. Mình đang phân vân giữa việc là pháo hủy xích của chiếc Standard B hay là bắn thẳng vào phân thân của anh ta. Cho nên là mình đã bắn chậm lại một chút và để chiếc Standard ngắm lại mình. Uầy, leo bắt một ông ấy đứng ở đâu đấy? G4 à? May thật đấy. Uầy, leo bát đứng ở vị trí G4 bắn rát phết. Anh ta vừa bắn mấy phát vào chiếc 60TB rồi này. Tạm thời thì bên mình đang tụt số máu anh em ạ. Lỗ mất gần 6.000. Căng thẳng thật. Mình thì cũng chỉ còn khoảng 1.200 máu thôi. Tốt nhất là không nên mất máu nữa. Trận đấu này thì mình bắn khá là bình thường thôi, nhưng mà mình không muốn chọn cái highlight gì cả. Mình cũng muốn tiết kiệm thời gian để lên sóng cái video Camo 3D cá kiếm này, nên mình cũng bắn 3 trận đấu mà sao trận đấu nào tôi cũng bị pháo ném vậy. Ôi trời ơi, anh em ơi, đây là video test xích của nhánh Joe à? Đây là video test xích của chiếc M5i à? Hay là camo 3D của cá kiếm này nó đẹp quá? Ôi trời ơi, làm ơn đi pháo ơi, đừng ném tôi nữa, tôi đang test xe với lại test camo thôi mà. Trời ạ. Thôi, mình nói đùa với anh em một chút thôi, anh em đừng để bụng nhé. Ây chà, đau quá anh em ơi. Mình đang tính chạy ra cắn trộm chiếc Standard với lại chiếc Chavutu. Side scrap, đưa khẩu pháo ra che chắn một chút. Uầy, pha đạn vừa rồi, chiếc CC bắn xuyên cả xích chính lẫn xích phụ của mình, đứt cả hai luôn anh em ạ, căng thẳng thật đấy. Đúng rồi mà, nếu như độ xuyên tốt ấy, thì nó xuyên qua xích chính, tới xích phụ thì cũng đứt cả hai. Còn nếu mà chúng ta nghiêng xe ấy, thì đôi khi kẻ địch sẽ bắn vào xích chính thôi chứ không đứt xích phụ. Check một chút nào. Ồ, không có ai rồi anh em ạ. Mình sẽ đi qua luôn. Nhưng mình vừa bị lộ hình, ai soi mình vậy? Leopard à? À, chiếc CC1 soi mình anh em ạ.
anh ta vừa bắn, cơ hội của mình. Xuyên luôn. Stand up B đang ở đằng sau. Mình bị đứt xích chính nhưng không đứt xích phụ. Ngon luôn. Anh em đã thấy gì chưa? Xích phụ đã cứu mình đấy. Tại sao? Bởi vì trong pha vừa rồi mình bị đứt cái xích chính, nhưng mình vẫn có thể xoay một chút phần mông của mình vào trong bên trái để che đi, và chiếc stand up không bắn xuyên mình. Yeah. 50 TB, anh ta còn 1.500 máu. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Anh ta đang định ra bắn mình. Anh ta vừa bắn. Cơ hội tuyệt vời của mình để ra bắn anh ta. Anh ta nạp đạn đâu đó cũng khoảng 13 giây. Rồi, 425 sát thương. Sai scrape một chút. Đưa khẩu pháo lên, che chắn cục u. Nghiêng xe. Rồi, anh ta bắn không xuyên tháp pháo của mình. Nhưng mình chỉ bắn được 385 sát thương thôi. Anh ta cũng đã rút lui thành công. Nói chung thì mình cũng đã có một video nói chi tiết về cái xích phụ này nó như thế nào rồi, cũng ở cái bản đồ leak view này. Và đó là trên chiếc M2i thì phải. Đúng rồi, trên chiếc M2i xe tăng cấp 7, mình đã tận dụng cái xích phụ là đưa cái phần thân trước của mình ra, thập thò để kẻ địch bắn vào xích của mình, để họ chặt xích và mình chạy ra bắn họ. Bởi vì trong cái lúc mà họ nạp đạn ấy, mình sẽ chạy ra thôi, đúng không? Sau đó mình lại lùi vào mà không nhất thiết phải sử dụng bộ sửa chữa. À, không xuyên. Không xuyên cục ủ 50 TB. Đèn thế nhở. Cứ bình tĩnh nào. Khi mà giao tranh với chiếc 50 TB ấy, thì mình cũng hơi chủ quan một chút, là cứ thay đổi đi thay đổi lại các loại đạn ấy. Đấy, anh em thấy này, mình lại chuyển sang đạn AB. Mình cũng tính chịu thêm một thiệt hại để ra bắn chiếc 50 TB, nhưng mình đã khá là chủ quan. Đó, bắn nó không cẩn thận nên là bắn vào cái bức tường rồi. Và cái lúc này mình lại chuyển sang đạn hit. Mình cũng đã tin rằng là khi mà sử dụng sang đạn hit sẽ dễ dàng xuyên chiếc 50 TB, đúng không? Nhưng mà tí nữa ấy, cây đổ và mình đã liên tưởng đến, mình đã đọc bản đồ là khả năng cao chiếc Chafutu hay chiếc WT gì đấy bọn họ chuẩn bị tấn công, nên mình lại chuyển sang đạn AP anh em ạ. Bởi vì mình không muốn lãng phí đạn hit để bắn những kẻ địch rất yếu. Đó, anh em thấy chưa? Vừa đổ cây cơ, mình chuyển sang đạn AP để bắn. Đó. Và bây giờ mình vẫn đang sử dụng đạn AP. Xem có ai không. Đây rồi, 50 TB và đáng lẽ mình nên chuyển sang đạn hit để có thể bắn xuyên dễ dàng phần thân của 50 TB. Nhưng không sao, phát đạn tiếp theo mình sẽ cố gắng sửa sai. Được rồi, 50 TB. Side scrape tiếp đi. Đây rồi, anh ta hay rồi. Sánh tâm. Yeah, cuối cùng đã xuyên. Thôi, mình nói thế thôi. Coi như là cái chiến thuật của mình là lãng phí 3-4 viên AB để cho 50 TB chủ quan, là mình chỉ bắn đạn AP thôi. Cho nên anh ta tiếp tục side scrape và mình bắn đạn hit. Thế là xuyên anh ta, đúng không anh em? Trận đấu này thì mình không bắn được nhiều thiệt hại, nhưng mà mình chỉ nói chi tiết về cái việc xích phụ nó tốt như thế nào trên nhánh Joe. Anh em có thể tận dụng và đánh lừa kẻ địch, nhưng với những người mà chơi tốt ấy, họ sẽ không chặt xích anh em đâu. Họ sẽ bắn thẳng vào phần thân của anh em hoặc tìm cách bắn xuyên anh em, chứ chưa chắc họ đã lãng phí đạn để bắn vào xích để khiến cho anh em có thể tiếp tục di chuyển. Đó là suy nghĩ của mình thôi. Mỗi lần mà mình giao tranh với nhánh Joe ấy, mình không bắn vào xích của họ đâu. Bởi vì mình biết mà, mình biết là mình không thể nào khiến họ bất động. Ngon, Chipton vừa tiêu diệt chiếc leo. Mình tính quay trở lại để yểm trợ cho chiếc Chipton cơ, nhưng mà thôi, anh Tạo đã xử lý thành công. Bên mình thì chiếm căn cứ thành công anh em ạ. Tại sao lại như thế? Bởi vì đội mình ấy mất khá là nhiều máu. Anh em nhìn Fox kìa, anh ta đang tấn công một mình và chiếc FV. Rồi, phát đạn cuối cùng. Hay quá, 450 sát thương và chiếc FV. Tại sao bên mình không dại dột tấn công nữa? Hãy nhìn sang số máu của đội. Ai cũng dưới nửa cây rồi, mà bên địch có chiếc WT full máu, rồi thì hai pháo tự hành. Họ hoàn toàn có thể bắn sát thương vào bên mình và thua. Cho nên mình và đồng đội đã lựa chọn một cái phương án an toàn nhất, đó chính là chiếm căn cứ. Kết thúc trận đấu anh em ạ, kết thúc trận đấu. Nói chung thì sau 3 trận đấu, sát thương trung bình của mình là khoảng 4.000. Nó không quá tệ với một chiếc xe tăng bị ghẻ lạnh, một chiếc xe tăng xấu mà không ai lên. 3 trận đấu trên chiếc M5i, trận đấu Ghost Town với khẩu 105mm, 5.000 sát thương, hạng 1
Huy hiệu Sliper á, mình bắn xa nhiều đến thế à? Hai Cleaver và Confederate. Được rồi, mấy trận đấu tiếp theo là Outpost cũng bắn được khoảng 4.000 sát thương, hay là Lakeview bắn được 3K6. Nói chung thì sát thương trung bình 3 trận đấu của mình đều là khoảng 4.000 thôi. Thú thật thì cái nhánh Joe này chơi nó cũng gọi là tạm ổn chứ không đến mức là tốt hoặc là quá tốt hay là đỉnh cao để chúng ta chơi cày hiệu suất. Đặc biệt là anh em phải biết tận dụng cái dịch vụ này. Nếu như anh em không biết tận dụng cái dịch vụ hay là cái hỏa lực cũng như cái tháp pháo thon gọn của nó thì cái nhánh này khó chơi phết đấy. Theo mình nghĩ là khó chơi hơn cả cái nhánh T10E5. Nhưng mà thôi, được cái Cabo 3D miễn phí nhá, cày miễn phí nó đẹp như thế này khiến cho chiếc M5i không còn xấu xí nữa, thì chắc là mình sẽ chơi thử một chút hoặc là lên nó để có thể sưu tầm cái Cabo 3D này, chứ để Cabo 3D trong kho nó chán quá anh em ạ. Được rồi, về sơ đồ công nghệ thì mình đánh giá nhá là chiếc M6i là tệ nhất. Vâng, đây là cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi, bởi vì nó nhiều điểm yếu. Thân hình cũng không khỏe bằng chiếc M5i. Còn chiếc M3i thì cái cục U của nó thì nó hơi chìm, thế là mình cũng khá là thích. M2i thì có cục U nó to và rộng, nhưng mà đôi khi chúng ta che chắn một chút cũng có thể bắn được. Chiếc Palak này thì cũng gọi là tạm ổn thôi, chứ không đến mức là tốt nhất. Nhưng một khởi động tốt trên chiếc Palak sẽ khiến anh em chơi tốt cả nhánh này. Lưu ý cho mình, từ chiếc M2i mới có xích vụ nha. Và đó là video về chiếc M5i với camo 3D cá kiếm. Không biết là cái camo 3D này nó đẹp quá hay sao mà cả 3 trận đấu mình đều bị pháo dí. Nên anh em phải lưu ý khi mà chơi xe tăng camo 3D đẹp nhất nhá. Thôi nói đùa với anh em một chút thôi, nhiều camo 3D khác cũng đẹp, nhưng mình đánh giá camo 3D này cũng đẹp thật đấy. Anh em thấy có giống cái máy bay cường kích A10 không? Đúng không? Máy bay cường kích đúng không? Mình nhớ là như thế thôi. Còn một cái trực thăng nào nữa cũng kiểu sơn như thế này. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc M5i và cái nhánh Joe này? Thực sự là Warming cần búp cái nhánh này không? Hay thay đổi hỏa lực băng đạn cho nó giống như là chiếc VZ55? Thì đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye!